Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một siêu phẩm Odina, thương hiệu Beton. Con xe này sườn nhôm, size 48, sườn nhôm sơn zin rất đẹp, size 48. Con xe này chạy đùm 8 số, Shimano Netsu da băng. Xe thì còn nguyên bản, rất đẹp. Thiết kế theo kiểu dáng thể thao. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay cận cảnh để các bạn cùng xem. Đây, thương hiệu Beton. Đấy, sườn này, yên này, Beton này. Tên nhãn hiệu xe là Odina nhé. Đây, xe zin đét. Đây ạ. Đó. Đây, quay cái để xem các bạn xem cái độ mới của con xe này. Đây ạ. Long lanh luôn ạ, Shimano. Đây. Đó. Ok. Thương hiệu Beton nhé. Đây, gặp đâu thì mình quay tới đó luôn. Con này là đùm 8 số, tay đè bấm xả Shimano. Mình sẽ test cái lên đề cho các bạn xem nhé. Ép số để các bạn xem cái đùm này chạy số rất mượt này. Đây, đang là số 1 này, 2, 3, 4. Mình chỉ dùng một ngón tay này mình lên nhé. 5, 6, 7, 8. Đấy, 4, 8 số tất cả đều ép rất mượt. Và bây giờ trả này. 8, 7 này, 6, 5, 4, 3, 2, 1, đó. Tay đề các bạn nhìn đây, các bạn thấy cái độ mới của con xe này, các bạn nhìn thì biết rồi, đấy. Đó, tất tần tật, 8 số nhé. Cam inox, vành nhôm, chính hãng. Đấy, vỏ đây đây. Chính hãng luôn, vỏ còn rất đẹp. Vỏ đây, vỏ đầu chọc. Vỏ đầu chọc này thường thường là nó mắc gấp rưỡi hoặc gấp đôi vỏ thường nhá. Ở đây này, các bạn nhìn ba cái lớp lưng này là nó ốp lên rất nhiều lớp, khoảng 3 4 lớp giấy cui. Cho nên cái vỏ đầu chọc này bao giờ nó mắc hơn cái vỏ. Cặp vỏ Beton mà đầu chọc này là bây giờ giá thị trường giá mới là nó khoảng trên 1 triệu. Triệu mấy. Đùm nhôm đây. Đấy. Còn nguyên nút bịt đầu luôn. Đấy. Đây các bạn nhìn này. Cái nhựa của nó còn trắng bóc này. Đây. Đó. Odina. Odina này là nó liên quan đến từ của Ý này. Đó. Xe cực đẹp. Đây các bạn nhìn nước sơn này. Đó. Con này còn nguyên tem Nhật nhé. Tem Nhật còn mới tinh đây này. Đây. Màu bạc tem Nhật còn mới tinh. Đấy. Đây là cái dãy mã số định danh của xe. Đó. Đây. Từ tất tần tật nhé. Từ cái yên trở xuống là đều Beton hết. Đấy. Đây. Sườn này mình lướt cho các bạn biết. Cái sườn còn rất đẹp rất mới luôn. Giò đĩa nhôm. Đấy, nó còn đẹp như thế này. Đấy, bắn nét cho các bạn xem này. Đây. Đấy, cái màu nguyên bản của nó như vậy đấy. Bàn đạp nhôm nhé, cực kỳ xịn sò nhé. Con này cực kỳ đẳng cấp luôn. Cái cùi đề này là chỉ chạy được cho cái cùi đề này á. Cùi đề này á, là chỉ chạy cho được cái clip này thôi nhé. Nó xài cho cái chuyên dụng cho cái dòng xe này thôi nhé. Mình nói luôn cái dòng xe này thì có hai loại. Nếu mà cái loại mà không phải thiết kế, không phải theo dạng thể thao thì nó có cái tăng đơ ở đây. Đấy, để nó căng xích. Nhưng mà cái tăng đơ căng xích thì nó không chạy mượt bằng cái loại mà có cùi đề tăng xích này. Cùi đề tăng xích này thì nó duy trì cái xích bao giờ nó cũng vừa căng vừa đủ để cho các bạn chạy mượt. Còn cái mà nó ấy được, nó có cái độ tăng giảm được. Còn
Cái tăng đơ thì nó là tăng đơ chết, xích lúc nào cũng đứng nguyên một chỗ. Hay nói cho dễ hiểu là cái độ trùng của xích lúc nào cũng cố định, không như cái này. Đấy, cái này mà các bạn đạp nhanh chậm thì cái cùi đè chuyên dụng của nó này, nó sẽ điều chỉnh giữ cho cái mình chạy xe nó mượt mượt mà hơn. Đây, đấy các bạn nhìn này. Vành còn rất đẹp nhá. Vành đẹp này. Vỏ như mới luôn, cả bê tông. Đó. Cái này thì kinh khủng nữa. Đây. Cam inox nha. Shimano Netsu. Quả đùm này thì lát mình sẽ giải thích tại sao cái quả đùm 8 số này, lý do làm sao nó thiết kế mình nói là kiểu dáng thể thao. Đây. Trước mắt là mình quay cái em cho các bạn xem nhé, toàn bộ nhé. Đùm cực đẹp luôn. Hồi nào giờ chưa bán cái xe nào một cái đùm đẹp như cái này. Đây, phong lớn cho các bạn xem. Đây. Da băng nhé. Đây. Medin da băng này, 8 số này. Đó. Đó, nó mới như thế. Đây ạ, con xe này là con xe là nó thắng thể thao đây. Đây. Xài hàm thắng thể thao. Và nó không phải là thắng đùm. Các bạn quan sát cái chỗ này. Với những cái con đùm 8 số mà nó chạy cái thắng bi ấy, thì nó dành cho những cái xe nữ. À, hoặc là những xe mà không thuộc dạng thể thao. Còn xe này nó thiết kế dạng thể thao. Ở đây là nó không có cái để bắt cái thăng bi. À. Đây. Ốc của nó đây. Để các bạn nhìn cái ốc của nó này. Đấy, nó còn sáng bóng như thế này. Đây, ốc này. Rất đẹp. Đây, mình giữ ở cái khoảng cách này để các bạn ngắm nhìn cái đùm này nhé. Đẹp miên man luôn. Cam inox. À. Rồi. Đó. Đây. Odina. Đấy, nước sơn của nó đây. Cái tay đè các bạn nhìn từ hướng này nhé. Mình test từ hướng này cho các bạn xem luôn. Đây. Cho các bạn dễ hình dung này. Ở cái tay đè phía này thì các bạn cầm thế này. Đây nhá. Nó đang ở số 1 lên này. 2 3 4 5 6 7 8. Đó, cực nhạy. Về này, 8 này. 7 6 5 4 3 2 1. Ok. Đó. Cực đẹp đây. Phòng lớn như các bạn nhìn cho nó. Đó. Quá đẹp. Rồi, ok. Thì như mình đã nói, con này thì nó có 8 tốc độ thôi nhé. Bánh đây. Xe có 8 tốc độ. Đó, thì sườn là size 48. Một đĩa. Có con xe này được trang bị cái củ đề tăng sên. Tức là nó ép cho sên lúc nào cũng ở cái độ căng vừa phải đấy. Đấy, cho dù các bạn có chạy nhanh chạy chậm thì lúc nào cái dây sên nó cũng giữ độ bám cái đĩa líp được ổn định. Đó. Size của xe là size 48, sườn nhôm, sơn zin. Đó, cặp vỏ bê tông, cặp vỏ ruột bê tông còn nguyên luôn. Tóm lại là vỏ ruột bê tông, in bê tông, tất tật tật là bê tông. Một câu như vậy thôi. Xứng đáng được gọi là siêu phẩm. Size thì rất vừa với đại đa số người Việt. Đấy. Các bạn nào mà hôm nay theo dõi mà muốn mua chốt một con đùm 8 số thì thực sự con này là cực chất luôn. Đó. Dáng thiết kế theo phong cách thể thao nhé. Đó. Tất tần tật. Rồi, sau khi các bạn xem kỹ video này. Nếu thấy thích thì gọi ngay 0939 086 797. Các bạn lướt YouTube tình cờ xem được cái video này. Nếu thấy thích, xem video thấy thích. Cũng như là các bạn cũng có tâm ý muốn tìm mua hoặc là sưu tầm một con xe hàng bãi Nhật đẹp độc lạ. Giá cả hợp lý.
chất lượng tốt thì hãy vui lòng dành chút thời gian đăng ký kênh. Sau đó nhớ nhấn chuông, chọn tất cả. Việc đăng ký này hoàn toàn miễn phí, các bạn không mất bất cứ cái gì. Chỉ dành mấy cú nhấp chuột thôi thì các bạn đã đăng ký thành công. Và sau đó thì các bạn cứ ngồi chơi đó. Mỗi khi shop có xe độc lạ đăng lên thì YouTube nó tự thông báo cho các bạn, khỏi mất công tìm kiếm ở đâu. Còn bây giờ mình xin phép dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video này.